tin về khách hàng mua thuốc sốt, thuốc ho phải để lại thông tin cá nhân cho hiệu thuốc. Thưa quý vị, theo như báo VN Express loan tin vào ngày 25 tháng 7 2020, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam yêu cầu các hiệu thuốc phải ghi lại họ tên và địa chỉ, số điện thoại của những khách hàng có dấu hiệu cảm cúm, ho, sốt. Đồng thời, các cơ sở bán lẻ thuốc cũng nên khuyến cáo khách hàng nên cài đặt ứng dụng khai báo y tế và thông báo cho cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn để cai quản và theo dõi. Yêu cầu của Bộ Y tế Cộng sản được đưa ra trong hoàn cảnh có một người dân ở Đà Nẵng đã được phát hiện dương tính với dịch coronavirus. Bệnh nhân này là bệnh nhân thứ 416 kể từ khi dịch xuất hiện ở Việt Nam và là ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo như Bộ Y tế Cộng sản thì bệnh nhân số 416 đang trong tình trạng nặng, phổi đã đông đặc, phải can thiệp ECMO. Đây là ca nhiễm đầu tiên sau 99 ngày Việt Nam không xuất hiện người nào dương tính với dịch. Thưa quý vị, tính cho đến ngày 26 tháng 7 thì Việt Nam đã có thêm 2 người dương tính với dịch bệnh sau khi ca số 416 bị nhiễm. Theo như cộng đồng mạng Facebook Việt Nam, từ khi thông tin dịch quay trở lại thì giá khẩu trang y tế tại Đà Nẵng đã bắt đầu tăng. Người dân ở một số tỉnh thành khác cũng rục rịch đi mua khẩu trang để phòng dịch.